Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của tớ và tớ là Thảo Chi đây. Lời nói đầu tiên thì xin cho Thảo được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang theo dõi video của Thảo nha. Và trong video hôm nay thì Thảo sẽ chia sẻ với mọi người vấn đề về cái chuyện là ngủ ngáy đấy. Hôm nay Thảo sẽ nói mọi người rằng cái tác hại của việc thức khuya là nó như thế nào. Thực ra thì Thảo cũng dạo gần đây thì mọi người cũng biết rồi đấy đúng không? Đội tuyển Việt Nam mình mới có những cái trận đấu vòng loại World Cup. Và thực sự thì những cái trận đấu này nó nằm vào những cái khung giờ thực sự nó rất là muộn. Và sau khi mà Thảo xem xong những cái trận bóng đá này thì phải đến 3 giờ sáng mới đi ngủ. Thảo xem 3 đêm, Thảo thức 3 đêm như vậy. Và mọi người biết là hậu quả như nào không? Mắt thì thâm quầng này, xong rồi da ấy, nó sạm, xong rồi là ôi người thì thiếu sức sống, xong rồi này. Đây có một hai con mụn kiểu lận mẫn ấy. Thảo là một người có cơ địa rất là dễ lên mụn. Có thể là các bạn không tin, khiếp làm gì, thức có 3-4 hôm mà đã lên mụn ngày kia. Nhưng mà Thảo thực sự là một con người rất dễ lên mụn nha mọi người nha. Có thể là trong một khoảng thời gian Thảo không phải Thảo rất là sạch mụn, nhưng mà vì bất kỳ một lý do nào đó Thảo có thể lên thêm một hai con mụn. Kỳ sinh lý chẳng hạn này, hay là ăn uống này, rồi là stress này. Có rất là nhiều thứ có thể dẫn đến cái tình trạng mụn trên gương mặt của Thảo. Chắc có thể là mọi người không tin, nhưng mà đó là điều thật. Có thể là mọi người là một cái người có cơ địa rất là khỏe khoắn đúng không? Làn da của mọi người không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái chế độ ăn uống sinh hoạt hay là bất kỳ một cái thứ gì đó. Nhưng mà đấy là mọi người, còn Thảo thì khác. Và có rất là nhiều những cái tình trạng da nó khác nhau. Đấy, thì thực sự nó rất là nhạy cảm với các nguyên nhân như thế. Nhưng mà phải nói là quay trở lại cái chủ đề chính thì phải nói rằng là cái việc mà mình thiếu ngủ hoặc là mình ngủ không đủ giấc ấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến làn da của mình nhá. Không phải là mình cứ ngủ đủ giấc, mình ăn uống, ngủ nghỉ sinh hoạt đủ đều thì nó sẽ kiểu hết mụn hay là trị được mụn. Tức là mình ngủ nghỉ điều độ này, cũng như là mình ngủ sớm, ngủ đúng giờ này, cũng như là để cho cơ thể mình nghỉ ngơi một cách hợp lý ấy, thì da của mình nó cũng sẽ khỏe hơn, khỏe khoắn hơn, cũng như là khỏe khoắn hơn là một điều chắc chắn. Thảo khẳng định chắc chắn luôn, khi mà mình ngủ nghỉ điều độ, đúng giờ đúng giấc, ý là trong một ngày mình nên để cho cơ thể mình ngủ nghỉ nó phù hợp ấy. Ban đêm ấy thì thường là chúng ta rất là hay có cái kiểu mà cầm điện thoại xong rồi lướt TikTok, bảo là lướt một tí thôi, nhưng mà không phải một tí đâu mọi người, mà rất rất là nhiều tí luôn. Cứ lướt, lướt rồi lại lướt rồi lại muốn lướt, cứ thế, cứ lướt dần lên. Thế là lướt một hồi tí quay qua cái đồng hồ là thấy đã 12, 1 giờ đêm rồi. Hoặc là có một cái như thế này nữa là chúng ta xem phim. Hai trường hợp này Thảo đều đã từng trải qua. Xem phim á mọi người, nhất là những cái phim mà nó ra full tập đấy, là bắt đầu xem phim xong rồi là gọi là xem một tập thì muốn xem hai tập lại muốn xem ba tập, tại vì những cái tình huống nó mắc nối với nhau thì phim mà mọi người sẽ tạo những cái tình huống lôi cuốn cho người xem đấy, thì cứ xem hoài để chốc nữa 11, 12 giờ. Thế xong đến cái lúc mà mắt buồn ngủ rồi, bắt đầu thấy mắt cay xe rồi, đến cái lúc để thả điện thoại xuống rồi bắt đầu dằn mặt bản thân chứ, bắt đầu bảo là chết rồi, thế này mai ra xấu rồi, là sao không được như vậy nữa, sao mày lại thế nhỉ, sao mà xem nhiều thế. Đấy, bắt đầu dằn vặt bản thân, bắt đầu là tự kiểm điểm bản thân. Nhưng mà muộn rồi mọi người, lúc đấy đã 12 giờ rồi, làm sao quay ngược lại thời gian nữa. Nên là đây là một những cái thói quen mà rất là xấu đối với những bạn mà có làn da rất là nhạy cảm. Nên là Thảo cũng hy vọng là mọi người có thể thay đổi. Đối với Thảo thì thời gian gần đây Thảo có một cái chế độ ngủ nghỉ khá là hợp lý. Bởi vì cái công việc của Thảo thì Thảo sẽ cố gắng là hoàn thành nó trong ban ngày hoặc là ban tối. Sau đó thì vào tầm khoảng 10 giờ hơn bắt đầu là thời gian Thảo đi ngủ. Thảo sẽ thức dậy vào khoảng 5:30 đến 6 giờ sáng hôm sau. Đó là cái chế độ ngủ của Thảo. Nên là Thảo cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành hết những cái việc mà mình cần làm, tránh hạn chế là cầm điện thoại vào ban đêm mà bấm điện thoại quá nhiều, bởi vì các bạn thử xem cứ động vào cái điện thoại là các bạn sẽ không rút được ra đâu. Thề luôn. Tại vì trên điện thoại mình có rất là nhiều thứ nó cám dỗ mình. Phim này, TikTok này, YouTube này. Ôi trời, nhiều lắm. Công nhận là cái việc mất ngủ ấy, nó thực sự rất là... Đối với Thảo thì kiểu Thảo đã có một cái giờ giấc ngủ nghỉ nó quen rồi ấy. Thế là những cái hôm mà đá bóng mọi người biết không, là Thảo sẽ đi ngủ sớm. Xong rồi là cả nhà hẹn giờ dậy, hẹn giờ đến cái giờ mà sát giờ đá bóng là bắt đầu dậy xem thì xem xong là đi ngủ. Nhưng mà mọi người biết rồi, cái giống mà đã thức đêm rồi, thức rồi ấy, nó bắt đầu muốn đi ngủ lại vào cái nửa đêm nó rất là khó. Thế là trận bóng kết thúc vào lúc thì như 2 giờ kém, nói chung là 2 giờ thì đi ngủ nhưng phải 3 giờ mới ngủ được mọi người ạ. Cứ lăn lộn mãi trên giường không ngủ được. Và đến ban ngày thì bắt đầu người thì bắt đầu như kiểu người chân mây ấy, đầu óc thì nó cứ văng váng đầu, xong rồi rất là khó chịu. Và thực sự thì Thảo rất là khâm phục những bạn mà thường xuyên thức đêm như thế. Thế nhưng mà
mà bởi lúc bạn thức đêm thế các bạn lại hay dậy muộn cơ đấy, các bạn lại ngủ bù vào sáng hôm sau. Nhưng mà đối với Thảo thì Thảo thường xuyên dậy vào ban sáng, nó dậy rất là đúng giờ, nên là vào ban đêm thì Thảo cũng phải ngủ đúng giờ để cho bản thân mình có một cái giờ giấc nó nghỉ ngơi nó hợp lý hơn á. Thảo cũng biết rằng là mỗi người sẽ có một cái chế độ nghỉ khác nhau, cũng như là tùy vào cái yếu tố công việc nữa thì nó sẽ có những cái giờ giấc ngủ nghỉ khác nhau. Và có thể là vì cái yếu tố môi trường công việc mà các bạn không thể nào mà có một cái giờ giấc ngủ nghỉ nó hợp lý và toàn phải đi ngủ muộn thôi. Nhưng Thảo cũng hy vọng là cho dù yếu tố môi trường công việc có như vậy thì Thảo cũng hy vọng là mọi người hãy sắp xếp công việc làm sao để có thể ngủ nghỉ cho nó hợp lý, để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, cũng như là cố gắng là chăm chút vào cho bản thân mình mọi người nhé. Và mọi người hãy cố gắng là một ngày mọi người ngủ được 8 tiếng ấy, thì để cho cơ thể mình nghỉ ngơi cho nó hợp lý hơn nha. Nói chung là cũng vì đồng tiền cả thôi, nhưng mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới làm được chứ mọi người, đúng không? Nếu như chúng ta không có sức khỏe thì công việc có mười mấy hai chục triệu, chúng ta không có sức khỏe sao chúng ta làm được. Thế nên là chúng ta vẫn phải cố gắng ấy, là chú ý đến sức khỏe của mình. Đặc biệt nhất là các bạn mặt mụn ấy, thường xuyên stress, thường xuyên bị những cái, nói chung là tâm lý ấy, thì Thảo cũng hy vọng là mọi người có thể giữ cho mình một cái chế độ sinh hoạt nó lành mạnh ấy, thì nó cũng sẽ giúp góp phần ấy, cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Khi cơ thể mình khỏe mạnh hơn thì nó sẽ có sức đề kháng được, có thể chống chiến đấu với mụn như đúng không nào. Thế nên là mới nói, vẫn khuyên mọi người rằng là hãy cố gắng là chăm chút bản thân mình nhiều hơn nè, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đừng có bỏ bê bản thân mình nhá. Đừng có nghĩ rằng là ôi trời, da mặt mình xấu thế này thì đi ngủ sớm hơn cũng có tác dụng gì đâu, đúng không? Rồi là cứ ngồi rồi là xem phim buồn khóc sướt mướt đến tận nửa đêm, thì thực ra là nó không phải là nó trị được mụn, nhưng mà nó sẽ giúp da của chúng ta khỏe hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn. Thì lúc này cơ thể nó sẽ có những cái đề kháng, sẽ giúp cho làn da của mình nó có thể chiến đấu lại mụn tốt hơn chứ, đúng không nào? Và lúc này thì nói chung là mình sẽ tràn trề năng lượng hơn để có thể tiếp tục công việc cũng như là chiến đấu với mụn. Thảo cũng có thể là hy vọng rằng là mọi người hãy cố gắng là chăm chút bản thân mình nhiều vào nhá. Kể cả bản thân Thảo đôi lúc cũng rất là bê tha, nhưng mà Thảo cũng cố gắng rằng là nếu muốn làm được nhiều việc hơn, nếu muốn tạo ra giá trị cho mọi người, muốn tạo ra những điều tốt đẹp cho người thân mình, thì chính bản thân mình phải khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm được việc đó. Còn nếu không khỏe mạnh làm sao mình làm được, có khi còn thành gánh nặng như người ta nữa. Nên là Thảo mới hy vọng là như vậy đấy. Nên là Thảo cũng hy vọng mọi người có thể hiểu được cái tâm ý của Thảo, cũng như là chúng ta hãy cùng nhau sống tốt hơn, vui vẻ hơn và lạc quan hơn mỗi ngày mọi người nhá. Và video của Thảo thì hôm nay là đến đây rồi. Thảo cũng hy vọng mọi người có thể hiểu được cái tác hại của cái việc thức khuya nha mọi người nha. Thảo không nói cái điều gì khoa học cả, bằng chứng là Thảo đây. Đấy, đây. Da thì da rẻ thì chẳng đẹp gì cả, xong bắt đầu là mặt thì sạm vào, xong rồi là mắt thì quầng thâm mỗi rồi. Khiếp. Nên là thôi, cố gắng nhé mọi người. Và video của Thảo thì đến đây là kết thúc rồi. Thảo cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Thảo nha. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nhé. Bye bye.